có lẽ cô ta không tự mình đi đến đây nhưng nếu như cô ấy đã nhận được tin nhắn thì chắc cô ấy sẽ gửi ai đó đến đây <laughs> chính là anh ta. Tôi nhớ hình xăm con bò cạp. Anh ta, anh ta chính là kẻ cướp túi sách của tôi. Vậy thì có nghĩa là Quệ Băng thật sự có liên quan sao? bao thư đâu hả tại sao không có gì hết vậy sao vậy tại sao lại trống không như vậy chứ thật sự là cô sao hàng chính nhầm là cô nhắn tin cho tôi sao đúng vậy là tôi đã gửi tin nhắn cho cô tôi cần phải xác nhận có phải cô đã bắt cóc con gái của tôi không hả nói đi cô giấu con bé ở đâu rồi trả con gái lại cho tôi Buông tôi ra trả hiểu nhiều lại cho tôi đi Thôi nói là cô buông ừ. ra mà anh nói làm gì chứ con là cô ta ra đi dạ nè dám đụng vào cô ấy hả dạ. sao không cho anh đụng đâu ừ. 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 cô giấu con gái của tôi ở đâu rồi cô hãy tránh xa thuyền này ra đi cô muốn quay lại nhà tôi hay sao hả đây là khối giết người đó tôi đã nói với cô rồi nếu tôi phát hiện cô có liên quan đến vụ này tôi giết định sẽ không tha cho cô đâu oh. à. cô đây làm gì vậy buông tôi ra buông tôi ra hàng kính nhầm cô rồi cảnh sát đến đây đi tố cáo cô ta tội giết người hay bất cứ chuyện gì cũng được cái gì đồ quậy mân đồ quậy mân nè cô là một phụ thí hàng nhé nè à, à. đưa cả cô ta đi theo luôn đi hãy để hai người này Cùng ngờ tù chung với nhau đi Cô vừa nói cái gì Đồ quậy bơ Thả tôi ra Thả tôi ra Nè Tôi nói thả tôi ra rồi mà Nè Cô định đi đâu vậy Đứng lại ngay đi mà Nói tôi nghe hiểu chuyện đâu ở đâu đi Nói tôi nghe con bé ở đâu đi mà Đồ quậy bơ Làm ơn muốn tha cho tôi đi Làm ơn để tôi đi đi mà Đồ quậy bơ Cô ta nên bị điều tra Là đồ quậy bơ chứ không phải tôi đâu Tôi đang nói là cô ta đã bắt cóc con gái của tôi mà Vậy thì sao những nghi ngờ khiến cô phải tới gặp cô ta và bóp cổ cô ta sau à, tôi không có nghi ngờ đâu chắc chắn là cô ấy cô ta đã giấu con gái của tôi ở đâu đó chào cảnh sát tôi là chồng của cô ấy ở à, ý tôi là tôi là chồng cũ của cô ấy và là ba của con tôi anh đang làm gì vậy em cứ xem tại sao anh lại ở đây vậy em có liên quan tới pháp luật đó anh xem đi người này không được bình thường từ lúc con gái chúng tôi bị mất tới giờ cho nên Cô hành động theo sự nghi ngờ vô lý của mình thôi Sự nghi ngờ vô lý Đừng tin những gì người đàn ông này nói Anh ta cũng có phần trong vụ án lần này Em à Em còn định gây rối Trong bao lâu nữa đây hả Hả? Tại sao anh lại như vậy chứ Anh muốn mình bị che mờ mắt bởi quyền lực và tiền bạc trong bao lâu nữa đây Đừng nghĩ chuyện ngăn cản được tôi Tôi Cho tới khi con gái trở về bên cạnh của tôi Thì tôi tuyệt đối không từ bỏ đâu Nếu cô ta không tự mình từ bỏ Thì chúng ta phải ép cô ta thôi Em sẽ không để cô ta làm chuyện điên rồ như vậy nữa Em cũng biết là cô ấy không được tính táo trong lúc này mà Em không hiểu vai trò lòng mẹ của cô, cô ấy lúc này sao Cho nên làm ơn ừ. Hãy thông cảm cho cô ấy đi Thông cảm Anh muốn em thông cảm cho cô ta Trong khi cô ta bốc cổ em đến chết hay sao Trưởng phòng trương à Anh đang theo phe ai vậy hả Anh không theo phe nào hết Có phải Anh là người đã nói với hàng chính nhậm rằng tôi có liên quan đến chuyện này phải không sao cô ta biết được thông tin chỉ với một tin nhắn từ đâu đây anh có chắc là anh đã không lỡ miệng nói cho cô ta nghe trưởng phòng trương à anh nghĩ kỹ lại đi anh không nói cô nghe chuyện gì hết mà nếu anh nói với cô ấy thì cô ấy sẽ biết anh đi lý tích chuyện này vậy thì tại sao anh phải nói chuyện này cho em chứ tin anh đi vậy thì anh đừng kêu em phải thông cảm cho cô ta gì hết em không định để cho cô ta thoát được chuyện cô ta làm với em đâu anh nghe rõ chưa có ai không làm ơn hãy tin tôi đi mà đưa quỷ bân biết nơi con gái tôi được giấu ở đâu đó tôi cần phải tìm con mình mà cậu làm vậy đủ rồi đó chính nhầm mà cậu đã la hét một tiếng đồng hồ rồi dù cậu có la hét cỡ nào đi nữa cũng không ai đến đây đâu tại sao tại sao không có ai tin mình hết vậy tại sao họ chỉ nghe theo lời quỷ bân nói tại sao lại nhốt mình ở đây chứ pháp luật sẽ đối khác với những người như cô ta đó đó là những gì mà chúng ta đang chứng kiến mà Mình cần phải ra khỏi đây Con gái mình chắc đang chờ mình ở đâu đó Chính nhầm mà Có ai không? Làm ơn hãy nghe tôi nói đi Làm ơn đây mà Nè Con sao vậy Con ăn xong rồi sao Nè ăn thêm nữa đi con à, Thôi đi À mẹ à. Mẹ không quên những gì Con nói với mẹ phải không Dĩ nhiên rồi Cho dù chính nhậm có tới đây gặp mẹ Mẹ cũng sẽ không nói với cô ta và chính nhậm đâu Con yên tâm đi Mẹ đảm bảo là mẹ không lỡ bị nói cô ấy nghe nha Mẹ không mắc sai lầm đâu Con không cần phải lo như vậy Mỹ Anh em cũng vậy đó Chúng ta phát triển cách xa nhau quá rồi Cho nên em cần phải cẩn thận Chúng ta không biết của anh định làm gì đâu Đầu tiên em nghi ngờ anh Anh là ba của con bé mà Và bây giờ tại sao em lại nghi ngờ đôi ngoại bân vậy Tại tại sao chứ Ba không biết con không thích con bé Chỉ con không thể đi xa gì được Con không thể nói chuyện để tôi ý em được Điều quan trọng là bằng chứng Nhưng cô không thể tố cáo tôi là tội phạm Chỉ với bằng chứng gián tiếp như vậy được Cậu đã thức cả đêm sao? Cậu có sao không vậy? Mình đã quá xúc động trong chuyện này rồi. Mình phải nên biết là không có ai tin tưởng mình nếu mình không có bằng chứng nào ở trong tay. Họ chỉ cần có bằng chứng thôi. Chuyện cũng dễ hiểu là do cậu quá xúc động thôi. Cậu còn khẳng định chắc nịch nghi ngờ của mình nữa. Mình vẫn còn nghi ngờ. Mình nhất định phải có bằng chứng cụ thể Đó chính là cách duy nhất Để mình có thể biết được Nơi mà Đồ quệ bân đã giấu con gái mình ở đâu Và dạy trần việc làm của cô ta hàng chính nhậm cô ta bóp cổ mình chặt quá giờ vẫn còn giấu anh trên cổ nè thật là gì vậy? cái chó cà phê đi cái đó đẹp quá ơ ờ, ừ. ờ, mẹ mẹ làm gì vậy cái này mẹ chỉ muốn nhìn cái khăn choàng của em thôi sao em không tháo nó ra cho mẹ xem đi nếu em có chuyện gì thì tại sao không thể tháo nó ra em đâu có chuyện gì đâu anh à, nghe cảnh sát nói là tối qua quanh nhà mình có chuyện xô xát xảy ra phải không em đã thỏa hiệp với người hâm mộ đang theo dõi con ổn thỏa cho anh ạ à. <laughs> em nghĩ chắc đây là cái giá có sự nổi tiếng thôi ờ à... Có phải anh lại đi công tác một ngày có đúng không vậy? Chắc anh lo chuyện sẽ để mẹ một mình ở đây phải không? Anh và em có thể về nhà sớm để chăm sóc mẹ mà. Anh để đừng lo, bọn em sẽ đi làm về sớm và nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. À mà, Tại sao anh lại nói hai chúng ta phải làm chuyện như vậy chứ? Tại sao vậy? Em chính là người buộc anh phải nói như vậy mà không phải sao? Sao em phải nói những lời làm anh ấy lo lắng chứ? Anh ấy do dự lắm mới dám đi công tác và cuối cùng cũng hậu quyết tâm đi đó. Vì vậy cho nên, anh sợ anh ấy sẽ quản với công tác lại sao? À, anh lại định lên kế hoạch gì đối với công ty trong khi anh ấy đi vắng có phải vậy không? Giờ thì em biết rồi, cho nên đừng gây rắc rối cho anh nữa, có biết không? Đừng có mà gọi cảnh sát tới nhà chúng ta như tối hôm qua nữa. Làm ơn đi. Anh tưởng em muốn gọi lắm sao? Anh không thấy cái này hay sao hả? Hàng chính nhầm đã bóc cổ em tới kết đó. Anh có biết không vậy? Vậy thì em, muốn nhốt cô ta vào tù hay sao hả? Sao em có thể để cô ta thoát cái này được chứ? Em sẽ nhân cơ hội này để tống cô ta vào tù lần nữa. phim88.com xin ân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. cậu chủ à, ừ. Ừ. thầy chủ. Alo, cậu chủ, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Chuyện nghiêm trọng lắm. Hai chính nhậm hiện giờ đang bị tạm giam trong đồn cảnh sát rồi đó. Đồn cảnh sát? Sao vậy? Cậu nói sao? Chị dâu hả? Chị dâu, chị thật sự muốn đưa chuyện này đi xa như vậy sao hả? tôi làm gì sao em đã nghe chị khiến cho hàng chính nhậm bị tầm giam ở rùm cái xác rồi chuyện đó thì sao nào tôi không đưa cô ta vào đó mà không có lý do đâu tôi phải đến bệnh viện điều trị điều tại cô ta đó chị đừng có làm như vậy nữa hãy lập tức thả cô ấy ra đi tôi bướng bỉnh một người phải trả giá cho hành động phạm tội của họ không phải vậy sao em không nghĩ chị có quyền nói chuyện đó đâu không phải cậu tới đây để kêu tôi thả hàng chính nhậm thôi sao còn nữa cậu không nên nhìn tôi bằng ánh mắt khinh biển như vậy chị dâu tôi không có định thả cô ta ra cho nên cậu ra ngoài đi giờ tôi còn phải đến buổi triển lãm nữa Chị dâu thật vô lý mà. Anh à, em nhận thuyết phục chị dâu đó. Thuyết phục chị dâu không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nếu anh không liên quan tới việc mất tích của cô gái cô ấy, em muốn giúp người phụ nữ đó. Sao? Anh không thấy mấy chuyện này khiến cho em cảm thấy có lỗi với hàng chính nhậm sao? Mỗi lần, vợ anh, đòi đả cô ấy, lúc đó em càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với cô ấy đâu. Thì Vũ à, chưa để vậy em không giúp ích được gì, chỉ là cho hàng chính nhậm thôi à. Anh cũng không muốn như vậy mà. Được rồi. Anh sẽ thả hàng chính nhậm ra. Nhưng từ giờ, em không được. Lo lắng cho chuyện của cô ta nữa có biết không hả? Em hãy hứa đi. Miễn là anh và chị Hoài bưng để cho cô ấy yên. Thì nhất định em sẽ không dính líu tới cô ấy nữa. Em không có quyền đó mà. Mẹ nhìn đi, những cái ở cổ con nè. Nè, ở ngay đây nè ờ mẹ thấy rồi huệ bân à bây giờ nên đến bệnh viện kiểm tra đi cơ thể con đều rất ổn chỉ có tinh thần bị suy sụp thôi mỗi lần nhìn vào gương là con tức điên không chịu được luôn đó con nhân cơ hội này tống cô ta vào tù là được rồi con cũng định sẽ làm như vậy mà ờ à, à con anh đến đây làm gì có phải anh đã thỏa thuận chuyện gì giới chốt rồi phải không vậy chúng ta nói chuyện đi em không muốn nói nếu em không muốn nói anh có nên đi gặp báo chí và nói cho họ nghe chuyện đã xảy ra tối qua không hả? Sao? Anh làm vậy là đe dọa em đúng không? Anh muốn nói với em là chuyện này sẽ không có lợi cho em đâu nếu em cứ tiếp tục. Đó không phải lý do anh tới đây. Em trai của anh nhà anh nói đúng không? Cậu em muốn anh giúp thả hàng kính nhầm ra phát hiện thành dạng năng lúc nào cũng tội nghiệp đến em trai nhỏ của mình nếu hàng kính nhận được thả ra em không nghĩ chuyện này sẽ có lợi cho anh đâu nếu muốn em trai của anh tránh xa cô ta không phải nhốt cô ta lại sẽ tốt hơn hay sao anh sẽ chăm sóc hiền vũ em nên tự lo chuyện của mình đi thì Hương như em đã nói giờ em là ngôi sao rồi cho nên không cần phải gây chú ý không cần thiết nữa không phải sao anh đúng là rất giỏi trong việc bắt bẻ người khác và đồng thời cũng bày tỏ sự lo lắng cho họ cảm ơn em đã quá khen Giờ anh phải đi đây. Nhớ là thả hàng chính nhậm ra đâu. đau cả người à, trời đau quá đi bị nhốt trong nhà giam như vậy ôi à, đúng là đau cả người mà cậu cũng nên làm nghỉ một chút đi ờ à. à, trời à, trời mệt quá à, trời à. Ai... con ăn thử đi, cái này ngon lắm đó. Thôi khỏi à? Con ăn đi, ngon lắm mà. Con đã nói là không ăn mà. Ừ. À... Ai... Con đã nói với mẹ con không ăn rồi mà. Vì còn đứa đó làm gì nữa? Mà lấy đồ thay cho bà ấy đi. Dạ. Alo, mẹ à? Mẹ đang nói gì vậy? Giờ mẹ đang ở đâu chứ? Bộ trưởng làm sao? Ờ. À. À, con đi đâu vậy? Mẹ muốn đi với con. À, à. Trời ơi, được rồi. Giờ con đang trên đường đến buổi triển lãm đây. À. Mẹ cũng muốn đi nữa. À, sao mẹ theo con ra ngoài vậy? Mẹ mau vào trong đi. Mẹ muốn đi với con. Mẹ nghĩ con định đi đâu đây? Mẹ mau vào trong đi. Mẹ nghe chưa? Mẹ, mẹ muốn đi mà. À mẹ muốn đi mẹ muốn đi mà mẹ cũng muốn đi nữa mà mẹ muốn đi mà mẹ muốn đi khi cô chạy đen cuồng như vậy cô nghĩ cô đang hại ai nhiều nhất đây bây giờ cô đang đe dọa tôi sao tôi không hề đe dọa cô chỉ là cảnh cáo thôi Cô đã thấy tôi có thể làm gì rồi mà. Ý cô là bà chủ mới tới sao? Bà ấy đã biến mất trong lúc tôi định đi lấy đồ cho bà ấy thay đồ đó. Đó là lý do tôi yêu cầu cô không được để phu nhân một mình đó, không biết sao? Ừ. Nhưng mà bà chủ bà ấy, bà ấy đi cùng với giám đốc đô huệ bân người phu nhân gặp cuối cùng là cô đô huệ bân sao ôi trời ơi con tưởng chuyện gì khủng khiếp lắm chứ mẹ còn không chịu kiểm tra khắp nơi trước mà đã xác định được bức tranh sao mẹ cũng đã tìm bức tranh đó khắp nơi rồi mà alo thư ký chơi anh đang nói gì vậy Mẹ của tôi đã mất tích rồi hay sao? Mẹ cũng muốn đi, mẹ cũng muốn đi mà, mẹ muốn đi, mẹ muốn đi mà. Trời ơi, bà ấy không trở vào nhà sao? Ờ, à, tôi biết rồi, bây giờ tôi về nhà ngay. Ờ, có chuyện gì vậy con, bà già đó đi mất rồi sao? bà ấy theo con ra ngoài Nhưng mà con không nghĩ là bà ấy là không vào nhà trở lại Vậy thì con nên tìm bà ấy lẻ đi Nếu Tuấn Thái biết được chuyện này do con gây ra chắc nó sẽ nổi trận lôi đình đó Mẹ tưởng con không biết chuyện đó sao Thật là Tại sao bà ấy lại không đi vào nhà Nhưng con đã dặn chứ Cô giáo Cô đúng là Cô gái xinh đẹp đó Tôi tôi lạnh quá à... Cô giáo à Bệnh đảng trí Ôi trời đất ơi Sao bà ấy lại mắc căn bệnh kinh khủng như vậy Bà ấy rất tốt bụng và tử tế nữa Bây giờ chúng ta hãy để bà ấy ngủ một chút đi Ừ Chuyện sao rồi? Anh vẫn chưa tìm thấy mẹ sao? À, anh đã huy động rất nhiều người và họ đang đi tìm bà rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức. Giờ chúng ta có nên gọi cho cảnh sát hay không vậy? Mẹ mất trí ra hay sao vậy? Nếu anh con mà biết mẹ mất tích là tại con thì tính sao đây chứ? Nhưng nếu con không tìm được trước khi Tuấn Thái trở về thì sẽ tệ hơn đó. Ai tới vậy? À, Chủ tịch về rồi ạ. À. Sao chứ? Anh ấy không phải tối nay mới về hay sao vậy? Nếu Tuấn Thái mà thấy mẹ ở đây thì nó sẽ nổi trận lôi đình cho coi. Giờ mẹ phải trốn đi đâu đó đi. Giờ anh ấy mà gặp mẹ ở đây thì không hay lắm đâu ạ. À? ờ à, đúng ha đúng đúng đúng. Đi đi mẹ vô trong đó. Mẹ đâu rồi? Mẹ còn ngủ sao? Ở chuyện đó ạ. À. Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Hai đứa, đứa mẹ mất tích là sao? Mẹ dường như đã ra khỏi nhà rồi ạ. À. Trong khi dì giúp việc đang bận lo chuyện khác. Ờ, tụi em đã cho người đi tìm rồi nên chắc là sẽ tìm được sớm thôi. Sớm à? mẹ đã bỏ nhà đi mẹ em còn chưa tìm được mẹ nữa mau còn người giúp gì cho đây ờ tại vì mẹ của chúng ta đã mất tích là do tại vì ấy đó cho nên em đã sẽ thải gì đó ngay lập tức rồi anh ạ à? đây có phải lý do thật sự không vậy tại sao không còn cảnh sát đi hả đó là ý của em mà anh không muốn ai đó biết được tình trạng của mẹ như vậy không phải sao tụi em cũng không muốn mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát nên mới tự mình quyết định như vậy đó ạ. À. Mong anh thông cảm. Cái này gọi là diện cứ phải không? Em biết anh đồng ý với mẹ là để tránh tính đột hay sao? Lập tức đi cầu cảnh sát và tìm mẹ về đây ngay cho anh. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với mẹ, hai đứa sẽ phải chịu trách nhiệm đó Kính nhầm à Cô của cậu Sẽ ở lại với chúng ta bao lâu nữa vậy Dĩ nhiên bà ấy sẽ ở đây Cho tới khi người nhà bà ấy tới đón rồi Nếu như gia đình bà ấy không xuất hiện thì sao Ý của cậu là sao Thì là nếu cô của cậu Không bị lạc đường mà là Mà bị gia đình bỏ rơi thì sao đây Không có chuyện đó đâu Tại sao lại bỏ rơi Chăm sóc một người bị đạn trí không dễ chút nào đâu Mọi người nói không ai chịu Chăm sóc ba mẹ nó bị bệnh đó có nhiều người còn bỏ mặt không lo nữa kìa Chắc họ đã bỏ rơi bà ấy rồi Vì bà ấy đã trở thành gánh nặng của họ rồi đó Ôi trời Tiếng Đúng gì vậy, vậy? Hả? 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 Trời 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 cô ơi Tại sao cô làm như vậy chứ Tại sao cô mở tôi làm gì vậy À, không sao đâu cô ơi Tụi em có thể dọn sạch chỗ này mà Ờ, quần áo của cô dơ hết rồi đi thay đồ đi đi thôi ôi trời, ôi trời ơi thật là ôi trời ơi cô ngồi ở đây một chút nha em sẽ quay lại sau khi dọn dẹp xong chính nhậm mà chúng ta có nên nên đưa cô ấy tới đồ cảnh sát hay không vậy chúng ta không thể chăm sóc cô ấy như vậy được đâu cậu nói nhỏ chút đi cô sẽ nghe được đó và còn nữa chắc là gia đình đang tìm cô hôm nay họ sẽ gọi thôi mà nếu họ tìm cô thì họ đã gọi từ lâu rồi nếu được báo mất tích họ đã gọi sớm mới phải chứ mình nghĩ là gia đình có định bỏ rơi cô ta rồi đó ớ à, là cảnh sát đó mình nghĩ có nghĩa là gia đình gọi thật sao alo À, thật vậy sao hả? À? Anh có tin về gia đình của cô giáo rồi sao? Dạ, giờ tôi sẽ đưa cô ấy tới ngay. Dạ. <laughs> vậy tốt quá rồi. Anh à, em đi cùng anh nha. anh à mở cửa đi anh à xuất phát đi dạ ờ. anh à gì vậy <cười> <cười> sao em quay lại vậy hả sao em không theo anh ấy tới đồn cảnh sát đi em đã cố đi theo anh ấy nhưng không được em nên theo sau anh ấy mới phải nếu mẹ nói rằng mẹ đã theo em ra khỏi nhà thì em tính sau đây hả em nói đi em định vào trong xe nhưng anh ấy không chịu mở cửa thì em biết làm sao đây vậy là em quay lại đi sau sao em không dùng xe của mình đi vậy thì theo anh em có thể làm gì được nữa đây chứ em đã đưa tiền người giúp việc để giấu đi chuyện này rồi em đơn giản muốn biết là không biết mẹ sẽ nói những gì thôi à, em không biết em không biết đâu em mệt quá tôi khát nước. cô muốn uống nước hả? tôi muốn uống nước ép. À, nước ép sao? tôi muốn uống nước ép mà nước ép đó. vậy thì em sẽ tới máy bán hàng tự động mua cho cô. cô cứ ngồi ở đây đợi em nha. đừng có đi đâu hết nha. nhớ chờ em đó. ừ. Mẹ. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ có chỗ nào không thoải mái hay là bị đau ở đâu không? Mẹ đi lên đi. Chúng ta hãy đi bệnh viện khám thử xem sao. Không được. Mẹ được dặn là phải ngồi yên ở đây để chờ cô gái xinh đẹp về. Ai nói dặn mẹ vậy? Cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ trẻ đẹp à. À tới rồi. <laughs> chủ tịch cô hai chính nhầm cô chính là người tìm thấy mẹ tôi sao phải vậy không mẹ anh sao vậy cô đây chính là chính là mẹ của chủ tịch sao 嘿嘿嘿。<laughs>